Ngày hôm nay thì mình đang có một chuyến khám phá ở Vịnh Ninh Vân thuộc tỉnh Khánh Hòa. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là phía xa xa kia là biển xanh đúng không ạ? Và đằng sau bụi đây. Đây là khu resort Wheels Beach. Đúng rồi, khu resort Wheels Beach. Mình đứng dưới này hơi thấp. À đó. Thì các bạn ạ, vào những ngày lễ Tết như này thì cái việc mà để lựa chọn cho mình một địa điểm du lịch đi chơi với gia đình mà yên tĩnh hoặc là có cảm giác thư giãn ấy, thì Bụi nghĩ là chúng ta không thể không nên bỏ qua cái địa điểm ở Vịnh Ninh Vân này. Ở đây thì còn khá là khách du lịch trong nước và ngoài nước thì rất ít là người biết, bởi vì là họ còn chưa có đẩy mạnh nhiều về truyền thông trong du lịch ở Vịnh Ninh Vân này. Và hôm nay thì mình đi khám phá thì chúng ta sẽ cùng theo chân mình để có thể khám phá được một góc biển của Vịnh Ninh Vân sẽ đẹp mê hồn như nào nhé. Oh,
đôi dép khổng lồ.